quyền đánh lưu manh bốn phương. Chừng đá ác bá thành trại. Cao thủ như mây, những cảnh phim kịch chiến nối tiếp nhau. Anh hùng chiến đấu, quyết bảo vệ người thân. Thành trại á, chỉ là thế giới người ăn người. Ở đây cướp giật, thậm chí đánh chết người á, cũng không có sai đâu. Không phải vậy đâu, thế giới này không nên là như vậy mà. Hàm hàm à. Sau khi hội trưởng hội đồng hương chết, cả ba thế lực đều loạn lên. Ai cũng muốn kiếm thêm tiền, gia tăng vốn của bản thân đó. Người ta thường nói, kẻ mạnh tồn tại là để bảo vệ người yếu thế. Vì chính nghĩa, anh em liên thủ, dũng mãnh vô cùng. Từ hôm nay, chúng ta không cần sợ hội đồng hương nữa. Tại vì chúng ta có hội phúc lợi rồi. Lúc trước anh không phải còn một trận quyết đấu chỉ đánh danh nha sĩ sao? Nè, sau khi anh đánh thắng ảnh thì hãy nói với ảnh là anh phải hẹn hò với Điều Lang. Tôi xin lỗi, tôi... Nè, tôi biết hết rồi mà. Có phải trước giờ anh cảm thấy tôi thích người đó là rất khờ không? Vì anh thích tôi rồi. Anh Quyền, anh buông tay ra đi. Nhà lão là chính nhân quân tử và cũng là anh em tốt của tôi. Ảnh tuyệt đối không phải là đối tượng để cô lấy đi đóng kịch đâu. Rốt cuộc thì cô lại... Tôi muốn mượn bắt cơ quyền của anh. Tôi biết anh bị đòn nghinh phong rồi mất lô hàng. Hay là vậy, ai có thể giải quyết hậu phúc lợi thì người đó có thể nắm quyền thôi. Tranh đoạt thành trại, hắc bang khai chiến, kẻ mất người còn. Đánh thắng được họ thì chúng ta có thể tạo dựng được danh tiếng, nói cho các bà con biết chúng ta có thế lực để bảo vệ họ. Bà chịu dạy chúng tôi đến thấy con trai của bà Sơn. Tôi chỉ giúp các cậu sinh tồn được ở trên võ đài thôi. Công phu thật đầy nhiệt huyết, bảo vệ thành công Cửu Long, quyết trận sinh tử trên võ đài, tái hiện bối cảnh một Cửu Long thành trại, tạo nên một thời đại công phu truyền kỳ. Anh hùng thành trại phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 1 tháng 8, chỉ có trên kênh SCTV 9.